Chó của ai đấy hả anh? Ừ, anh không biết. Thế em cũng thích chó à? Em á? Không, em ghét nhất là lũ lắm lông ấy đấy. Theo thống kê của FBI thì 60% tội phạm trên thế giới đều là những người không thích động vật. Thế thì theo thống kê của tập đoàn Triumph, 90% phụ nữ không thích động vật. Có số đo 3 vòng rất là dị thường. Nào nào, ăn nhanh lên đi. Cười cợt mãi. Ơ, chó nhà ai thế kia hả? Anh không biết. Tự nó chạy vào đây đấy. Úi dồi, anh Tăng nhá, ăn xong rồi tìm chủ của nó giả đi nhá. Khu vực nhốt thú cưng riêng trung tâm mình có cơ mà. Để nó chạy lung tung ở kia không được đâu. Chuẩn đấy chị ạ. Em thấy à, cái lũ này cứ phải cho ra một khu riêng. Chứ bệnh ra đấy ạ, ai mà dọn được. Cô. Thôi thôi thôi, đến giờ rồi đấy. Ăn nhanh còn làm. Anh Tăng nhớ nhá. Rep Adam. Ôi dồi ôi, lại toàn thịt mỡ thế này. Dặn mẹ bao nhiêu lần rồi, chán thế không biết nữa. Anh Tăng, tặng anh này, tặng anh này. Thôi, miễn nhiễm. Anh là đang kiêng, giảm cân. Nhìn thấy thịt mỡ này, ăn vào béo, xấu lắm. Anh nhìn lại anh đi, ăn gì mà chả thế, nhờ. Thế lại phải bỏ đi á? Kỳ thế. Lấy đi rồi chị cho mẹ ăn. Lấy đi. Không biết lệ à? Ngu như chó. Ăn đi rồi lấy sức mà tập nhé. Ôi tôi chết. Đừng cho nó ăn những thứ này. Nó không quen ăn những thứ này đâu. Ôi dồi, may quá Vani ạ. Cứ tưởng ra đường chơi rồi, hóa ra ở đây chơi với chị à. Hóa ra con chó này của anh à? Đúng rồi. Đáng yêu phết nhỉ. Mỗi tội không giống chủ lắm. Nó đáng yêu mà. Thú cưng này là của anh ạ. Phải. Đáng yêu nhỉ. Kim cũng yêu chó thế à? Cảm ơn Kim đã chăm sóc Vani nhé. Vâng ạ, em yêu động vật lắm ạ. Nhất là mấy em nhiều lông như thế này ạ. Thế à? Vâng. Vani này giỏi thật đấy. Này, mới thế đã muốn đổi chủ rồi hả? Ui, cú cưng của anh đáng yêu thật đấy. Em muốn ăn nữa à? Chị cho em ăn nữa nhá. Ấy, thôi đủ rồi. Này, sao lúc nãy ở trên kia cô vừa mới bảo là... Này, anh bị hóc xương à? Hóc xương thì đừng có mà nói nữa nhá. Ê chết, đã đến giờ cho Vani uống vitamin. Chào mọi người nhá. Bye bye Vani nhá. Bye bye. Ôi, yêu thế chứ lị. Thế mới biết, nhan sắc có hạn, không bằng thủ đoạn khôn lường nhá. Khách tập đầu mà đẹp thế chứ.